155 quan chức chính phủ Ả Rập Xê Út bị bắt vì tội tham nhũng Philippines khẳng định bảo vệ lợi ích ở Biển Đông trước Trung Quốc Ukraine cam kết thỏa thuận hòa bình với Nga nhưng sẽ bí mật hợp tác với NATO Phần Lan, Trung Quốc có thể kết thúc xung đột Ukraine chỉ bằng một cuộc gọi Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin an ninh quốc tế của báo Thanh Hóa. Thưa quý vị, cơ quan giám sát và chống tham nhũng của Ả Rập Xê Út vừa ra thông báo, tổng cộng có 155 quan chức chính phủ nước này đã bị bắt vì tội tham nhũng. Với nỗ lực chống tham nhũng và bảo vệ sự liêm chính của chính phủ, cơ quan chức năng của nước này đã bắt giữ rất nhiều cá nhân, tổ chức với các tội danh hối lộ, giả mạo, lạm dụng chức vụ và lạm dụng quyền lực trong thi hành công vụ bằng nhiều biện pháp mạnh tay. Một tuyên bố trên tài khoản X của Cơ quan Giám sát và Chống tham nhũng Ả Rập Xê Út cho biết, cơ quan này đã thực hiện tổng cộng 924 cuộc thanh tra kiểm tra trong tháng 6. Sau các đợt giám sát kiểm tra, Cơ quan Giám sát và Chống tham nhũng đã đề xuất một số vụ án hình sự và hành chính, dẫn đến việc 382 quan chức bị điều tra về cáo buộc liên quan nhiều tội danh tham nhũng khác nhau. Các quan chức này đến từ Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Đô thị Nông thôn và Nhà ở, Bộ Thương mại, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa, ngoài ra còn có các quan chức của cơ quan thuế và hải quan. Các cáo buộc tham nhũng chống lại họ bao gồm hối lộ, lạm dụng quyền lực, giả mạo và rửa tiền. Nhà chức trách cho biết 155 người đã bị bắt trong quá trình điều tra. Trước đó trong tháng 4, Nazaha đã thực hiện 1.790 cuộc thanh tra kiểm tra, tiến hành thẩm vấn 268 nghi phạm, bao gồm các cán bộ, nhân viên từ các bộ, nội vụ, quốc phòng, vệ binh quốc gia, tư pháp, quản trị nguồn nhân lực, phát triển xã hội và bộ phụ trách các vấn đề đô thị nông thôn. Những người này bị buộc tội tham nhũng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, rửa tiền và giả mạo. Cơ quan giám sát và chống tham nhũng cho biết thêm, các thủ tục đang được hoàn thiện trước khi đưa họ ra xét xử. Tháng 3 vừa qua, cơ quan giám sát chống tham nhũng nước này cũng ra thông báo bắt giữ 146 công chức trong các cơ quan chính phủ bị cáo buộc là tham nhũng. Cơ quan giám sát chống tham nhũng đã bắt giữ khoảng 5.235 người liên quan đến các vụ án tham nhũng trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023. Cơ quan giám sát và chống tham nhũng nhấn mạnh không hề khoan nhượng trong việc xử lý những người dính líu đến tội phạm tham nhũng tài chính và hành chính đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các đợt kiểm tra giám sát đối với các cơ quan chính phủ và cơ sở tư nhân để theo dõi, bắt giữ bất kỳ ai xâm phạm công quỹ hoặc lợi dụng công việc để đạt được lợi ích cá nhân hoặc làm tổn hại đến lợi ích công buộc họ phải chịu trách nhiệm, ngay cả sau khi đã từ chức nghỉ hưu. Trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang theo đuổi chiến dịch chống tham nhũng không ngừng nghỉ, Cơ quan Giám sát và chống tham nhũng cho biết, các báo cáo về nghi ngờ tham nhũng có thể được nộp theo nhiều cách. Qua trang web của cơ quan, Đường dây nóng miễn phí, trực tiếp đến gặp, nhắn tin hoặc gửi thư thông thường. Cơ quan giám sát tham nhũng tiết lộ rằng, việc trì hoãn xem xét một báo cáo về cáo buộc tham nhũng không có nghĩa là nội dung của nó bị coi nhẹ, đồng thời giải thích rằng, cuộc điều tra tiếp theo về báo cáo có thể được thực hiện. Trong những năm gần đây, Ả Rập Xê Út đã tăng cường chống tham nhũng khu vực công, bắt giữ hàng chục cán bộ nhân viên nhà nước và doanh nhân. Ả Rập Xê Út được đánh giá là có nhiều tích cực trong cuộc chiến chống tham nhũng những năm gần đây như một phần của nỗ lực bảo vệ sức mạnh của nền kinh tế nước này. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 2 tháng 7 nói với Trung Quốc rằng Philippines sẽ không ngừng nghỉ trong việc bảo vệ lợi ích và duy trì chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước này ở Biển Đông. Trong thông cáo sau cuộc họp lần thứ 9 của cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines về Biển Đông Bộ Ngoại giao Philippines cũng nhấn mạnh hai nước cần thiết phải khôi phục lòng tin, tái xây dựng sự tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại và tương tác hiệu quả. Bộ Ngoại giao Philippines ngày 2 tháng 7 nói với Trung Quốc rằng Philippines sẽ không ngừng nghỉ trong việc bảo vệ lợi ích và duy trì chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước này ở Biển Đông. Trong thông cáo sau cuộc họp lần thứ 9 của cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines về Biển Đông, Bộ Ngoại giao Philippines cũng nhấn mạnh hai nước cần thiết phải khôi phục lòng tin, tái xây dựng sự tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại và tương tác hiệu quả. Theo đó, bộ này cũng cho biết Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Chen đông trong khuôn khổ của cơ chế tham vấn đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng về vấn đề Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đã có sự tiến bộ đáng kể trong việc phát triển các biện pháp nhằm quản lý tình hình trên biển nhưng vẫn còn có các khác biệt đáng kể. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp được chấp thuận song phương cho các vấn đề. Bên cạnh đó, Philippines và Trung Quốc đã có thảo luận liên quan đến lập trường của mỗi bên đối với bãi cỏ mây. Tuần trước, Ngoại trưởng Philippines cũng đã bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ giúp kiểm soát căng thẳng. Trong năm 2024, Bắc Kinh và Manila đã nhiều lần đối đầu chạm mặt đầy căng thẳng trên Biển Đông. Trong đó có sự việc Philippines cáo buộc các tàu hải cảnh Trung Quốc can thiệp vào nhiệm vụ tiếp tế cho binh sĩ của Hải quân Philippines đồn trú ở Bãi Cỏ Mây vào ngày 17 tháng 6. Sự việc đã làm gia tăng căng thẳng, đụng độ và một thủy thủ Philippines bị mất một ngón tay cái. Phía Manila chỉ trích hải cảnh Trung Quốc mang theo dao và hành động của họ đã được lên kế hoạch làm gia tăng căng thẳng và thiếu thiện trí nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sau đó, hai bên tiếp tục cáo buộc, chỉ trích lẫn nhau. Gần nhất, Bắc Kinh cáo buộc hành động tiếp tế cho tàu của Philippines trên bãi cạn Sabin đã làm suy yếu hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Trung Quốc cho biết đã theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình khi ba tàu tuần duyên Philippines chuyển nhân sự và vật liệu cho con tàu này. Bãi cạn Sabin là nơi tập trung của các tàu thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội Philippines đồn trú trên xác tàu chiến ở bãi cỏ mây, vốn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Khu vực bãi cỏ mây cũng là nơi ghi nhận một loạt sự cố và chạm giữa Manila và Bắc Kinh trong suốt thời gian qua. Liên tục chương trình là phần về chiến sự Nga-Ukraine mà chúng tôi mới cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Trung Quốc có thể nắm giữ chìa khóa giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg hôm mùng 2 tháng 7, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Nga ngày càng lớn giữa lúc Moscow phải đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. Ông Stubb cho rằng Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến Nga tới mức Bắc Kinh có thể khiến cuộc chiến ở Ukraine khép lại chỉ bằng một cuộc điện thoại. Một cuộc gọi từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng này. Nếu ông Tập nói giờ đã đến lúc thương lượng hòa bình, Nga sẽ buộc phải làm vậy. Ông nói và cho rằng Moscow lúc này không còn nhiều lựa chọn. Cũng theo ông Stubb, việc làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ là mối quan tâm của Trung Quốc. Trên thực tế, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng về một giải pháp hòa bình để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Hồi tháng 5, khi tiếp đón Tổng thống Vladimir Putin ở Bắc Kinh, ông Tập đã nhấn mạnh mong muốn của Trung Quốc về việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế có sự tham gia của cả Nga và Ukraine. Trung Quốc đã không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào tháng 6, trong khi đó, Nga cũng không được mời dự sự kiện này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh từng lên tiếng về hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ rằng Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng một hội nghị hòa bình quốc tế phải được cả Nga và Ukraine thông qua với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và tất cả các đề xuất hòa bình phải được thảo luận công bằng và bình đẳng. Phương Tây nhiều lần cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga về mặt công nghệ và linh kiện sản xuất vũ khí trong cuộc chiến với Ukraine. Ngoài ra, Trung Quốc cũng giúp Nga vượt qua hơn 17.000 lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Moscow nhằm gây áp lực khép lại cuộc chiến. Nga và Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ những thông tin trên, cho rằng việc họ hợp tác kinh tế với nhau là quyền của các nước này. Trung Quốc tới nay vẫn duy trì quan điểm trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine và không ít lần kêu gọi các bên đàm phán hòa bình. Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng họ và sẵn sàng làm trung gian để giúp Nga và Ukraine thương lượng tìm giải pháp. Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ và đồng minh thêm dầu vào lửa khi cấp vũ khí cho Ukraine. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder, việc Ukraine sử dụng vũ khí chống lại lực lượng Moscow không chỉ giới hạn ở các khu vực của Nga gần Kharkov. Ông Ryder nói, trọng tâm chính sách của chúng tôi là khả năng Ukraine có thể bắn trả khi bị tấn công. Khi lực lượng Nga khai hỏa qua biên giới, Ukraine phải có khả năng đáp trả bằng cách sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp. Ông Ryder nhấn mạnh, đó là hành động tự vệ và việc họ có khả năng như vậy là hoàn toàn hợp lý. Ông Ryder tuyên bố, tôi có thể nói rằng chính sách của chúng tôi về việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga không thay đổi. Đó là vũ khí tầm xa phải được sử dụng trong lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Ông Ryder khẳng định, lập trường của Mỹ về việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga vẫn không thay đổi. Nhưng điều này không áp dụng đối với các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea. Trả lời câu hỏi của một phóng viên về khả năng xảy ra các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, ông Ryder nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của Mỹ, bán đảo Crimea không phải là một phần của lãnh thổ Nga. Theo đài RT của Nga, trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News, Tổng thống Biden xác nhận rằng Ukraine được phép sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, nhưng Kiev chỉ có thể phóng chúng ở gần biên giới khi Nga sử dụng vũ khí ở bên kia biên giới để tấn công các mục tiêu cụ thể ở Ukraine. Ông Biden nhấn mạnh, Chúng tôi không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300 km vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi không cho phép họ tấn công vào Moscow hay Điện Kremlin. Mỹ đã giới hạn loại vũ khí mà Ukraine có thể dùng, trong đó có pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Trong khi đó, Washington vẫn cấm Kiev dùng hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội atacms MS có tầm bắn lên đến 300 km. Cuộc tấn công bằng tên lửa Atak MS có trang bị đầu đạn chùm của Ukraine trên bầu trời Sevastopol ở bán đảo Crimea vào tuần trước đã tạo ra bầu không khí rất căng thẳng giữa Nga và Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không đã đánh chặn được 4 tên lửa Atakames trên không trung, còn quả thứ 5 đi chạy khỏi quỹ đạo và phát nổ đầu đạn chùm ở khoảng không phía trên bãi biển Đông Đúc. Kết quả là các mảnh đạn chùm rơi xuống, khiến nhiều dân thường bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, giới chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay cho các tên lửa Atakames dựa trên thông tin từ vệ tinh do thám của Mỹ. Việc Nga đổ lỗi cho Mỹ trong vụ tấn công ở Crimea được coi là một bước gia tăng căng thẳng. Theo Reuters, giới chức Nga nhận định cuộc xung đột này đang bước vào giai đoạn căng thẳng nguy hiểm nhất từ trước đến nay bán đảo crimea và sevastopol nói riêng có vai trò chiến lược đối với cả ukraine lẫn nga hạm đội biển đen của nga hiện đóng tại sevastopol một thành phố cảng thuộc khu vực tự trị về hành chính và được xem có vai trò rất quan trọng căn cứ của nga tại đây giúp moscow tiếp cận địa trung hải trong khi hạm đội của ukraine cũng thuộc khu vực này Ngày 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố hệ thống kiểm soát tác chiến Delta của nước này đã được tích hợp thành công vào hệ thống kiểm soát hỏa lực pháo binh Topaz của Ba Lan. Theo trang Defense Express của Ukraine, Delta là hệ thống được sử dụng với pháo tự hành Krab và súng cối rắc đang được biên chế trong quân đội quốc gia Đông Âu này. Lần đầu tiên, Delta hoạt động như một trung tâm thu thập dữ liệu từ tất cả các bộ phận, cập nhật và bổ sung thông tin còn thiếu, sau đó chuyển thông tin tới hệ thống Topaz của Ba Lan, Cầu nối này cho phép dữ liệu được tích hợp giữa hai bên, được gọi là bên xanh và bên hồng, tạo ra nhận thức đầy đủ về tình huống. Hệ thống cũng đã chứng tỏ được khả năng truyền dữ liệu một cách an toàn với quyền truy cập hạn chế. Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh hệ sinh thái các sản phẩm quân sự Delta của nước này đã hoàn tất thành công nhiệm vụ và khẳng định khả năng tương thích với Topaz cùng các hệ thống khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuyên bố dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Katerina Chernohorenko cho biết trong năm 2024, nhóm hệ thống Delta đã thử nghiệm thành công 5 tiêu chuẩn khác nhau về khả năng tương tác và vượt qua tất cả các bài thử nghiệm. Delta cũng đã thực hiện những màn trình diễn trước hàng loạt phái đoàn của các quốc gia thành viên và đại diện NATO, đồng thời nhận được nhiều lời khen ngợi. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel cho biết, tại Washington, Ngoại trưởng nước này ông Antony Blinken và tránh văn phòng Tổng thống Ukraine ông Andriy Jemak đã thảo luận về ý định của các quốc gia thành viên NATO nhằm đưa kiev đến gần hơn với liên minh quân sự này theo ông blinken ukraine sẽ trở thành thành viên của nato và hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự dự kiến diễn ra tại washington trong tuần tới giúp xây cầu dẫn đến kết quả đó kiev đang đặt kỳ vọng rằng tại hội nghị sẽ nhận được nhiều đảm bảo hơn từ liên minh quân sự xuyên đại tây dương về việc kết nạp vào khối tại cuộc gặp trên hai bên cũng trao đổi về những nỗ lực do nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 dẫn đầu nhằm tăng cường khả năng phục hồi của mạng lưới năng lượng Ukraine vốn đã bị tấn công suốt những tháng gần đây. Theo AFP, trong bài phát biểu trên truyền hình trước các quan chức an ninh hàng đầu của Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga cần bắt đầu sản xuất các tên lửa bị cấm trước đây theo một hiệp ước thời chiến tranh lạnh hiện không còn hiệu lực nữa Ông Putin nói rằng Mỹ gần đây đã gửi tên lửa tầm trung có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 500 đến 5.500 km tới Đan Mạch để tập trận. Ông Putin phát biểu, chúng ta cần phản ứng với việc này và đưa ra quyết định về những gì chúng ta nên làm tiếp theo trong lĩnh vực này. Dường như chúng ta cần bắt đầu sản xuất những hệ thống tấn công như thế. Sau đó, dựa trên tình hình thực tế mà đưa ra quyết định về nơi triển khai chúng vì an ninh của chúng ta ngoài ra nga đã quyết định đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bulava phóng từ tàu ngầm vào biên chế qua đó hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình hãng thông tấn tass dẫn lời ông yuri solomonov nhà thiết kế chính của tên lửa cho biết quyết định trên đã được công bố trong sắc lệnh ngày mùng 7 tháng 5 ngay tổng thống vladimir putin bắt đầu nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm ông solomonov cũng là người đã phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa topol m và jas của nga trước đó bộ quốc phòng nga cho biết một tàu ngầm đã thực hiện phóng thử thành công tên lửa Bulava từ biển trắng, vùng Tây Bắc nước Nga và tấn công mục tiêu cách bán đảo Kamchatka hàng nghìn km về phía đông. Trả lời phỏng vấn báo Telegraph mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ rằng khối liên minh quân sự đang thảo luận về việc triển khai thêm vũ khí hạt nhân, đưa chúng ra khỏi kho và đặt ở chế độ báo động cao trong nỗ lực răn đe trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga và Trung Quốc. Ông Stoltenberg nói thêm rằng khối liên minh cần cho thế giới thấy kho vũ khí hạt nhân của mình để gửi thông điệp trực tiếp tới các đối thủ của NATO. Ông giải thích, mục tiêu của NATO tất nhiên là một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nhưng chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại, chúng ta sẽ vẫn là một liên minh hạt nhân. Tuy nhiên, theo Asia Times, ông Stoltenberg hay bất cứ lãnh đạo mới nào của NATO sẽ không thể tác động đủ lớn tới khả năng gian đe hạt nhân của khối nếu không có sự phối hợp sâu sắc với Mỹ. Do đó, việc NATO triển khai thêm năng lực răn đe hạt nhân sẽ có thể gắn với chiến lược của Mỹ, nước sở hữu hàng nghìn vũ khí loại này. Trong thời gian qua, Mỹ và các thành viên NATO khác đã cáo buộc Nga gia tăng căng thẳng hạt nhân, trong khi các nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ ra rằng việc phương Tây can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Ukraine có thể dẫn đến sự xung đột lan rộng. Sau khi Mỹ, Nga hủy bỏ hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung về kiểm soát tên lửa tầm trung, hai cường quốc vũ khí hạt nhân Nga và Mỹ chỉ còn mối ràng buộc duy nhất là Hiệp ước Cắt Giảm Vũ Khí Tấn Công Chiến Lược Mới, New START, được gia hạn, có hiệu lực từ năm 2011. Trong cuộc điện đàm ngày 2 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hối thúc nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu ngăn ngừa nguy cơ xảy ra xung đột lớn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Theo điện Elize, tại cuộc điện đàm, Tổng thống Emmanuel Macron một lần nữa bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng có chiều hướng gia tăng giữa Hezbollah và Israel, cũng như nêu bật sự cần thiết phải ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn gây tổn hại cho lợi ích của cả Liban và Israel. Tổng thống Pháp nhấn mạnh tất cả các bên cần khẩn trương đạt được giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Ông Emmanuel Macron cũng kêu gọi ông Benjamin Netanyahu kiềm chế mọi hoạt động mới nào ở Gaza gần Rafah hoặc Khan Yunis, cho rằng những hành động quân sự của Israel sẽ chỉ làm gia tăng số người thiệt mạng và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất thảm khốc nơi đây. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel vừa ra lệnh sơ tán hầu hết các khu vực phía đông Khan Yunis và Rafah dọc biên giới Ai Cập, động thái báo hiệu Israel có thể sắp tiến hành chiến dịch tấn công lớn. Lệnh sơ tán của Israel đã gây ra một cuộc di cư hàng loạt của người Palestine khỏi các khu vực phía nam Gaza trong ngày mùng 2 tháng 7. Trong khi đó, cùng ngày, Phó Thủ lĩnh Hezbollah, ông Seik Naim Qasem tuyên bố, con đường chắc chắn duy nhất dẫn đến ngừng bắn trên biên giới Liban, Israel là lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza. Ông khẳng định, nếu có một lệnh ngừng bắn ở Gaza, Hezbollah sẽ dừng các cuộc tấn công mà không cần bất cứ cuộc thảo luận nào. Tuy nhiên, ông cho biết nếu Israel thu hẹp các hoạt động quân sự mà không có thỏa thuận ngừng bắn chính thức và rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, những tác động đối với cuộc xung đột biên giới Liban, Israel sẽ ít rõ ràng hơn. Căng thẳng dọc biên giới Liban Israel leo thang sau khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng nổ ngày mùng 7 tháng 10. Tuy nhiên, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn nữa sau khi một thủ lĩnh của Hezbollah thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại biên giới Liban. Những ngày gần đây, các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên ngày càng nhiều hơn, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng khu vực. Theo báo cáo Y tế và An ninh Liban, kể từ khi bắt đầu cuộc đối đầu với lực lượng Israel ở biên giới, 357 thành viên của nhóm vũ trang này đã thiệt mạng. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine ông Oleksandr Shishky đã đến thăm lữ đoàn tấn công Liut khi lực lượng này đang nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Donetsk. Chỉ huy lữ đoàn Oleksandr Nechepko và phó chỉ huy lữ đoàn Maxim Kazan đã có báo cáo với Tổng tư lệnh. Tại cuộc gặp, chỉ huy lữ đoàn đã trao huân chương cho các binh sĩ. Ngoài ra, trong một bài đăng trên Facebook, Tổng tư lệnh Shishky cho biết ông sẽ chủ trì một cuộc họp với chỉ huy các đơn vị máy bay không người lái để thảo luận về hoạt động của lực lượng phòng thủ Ukraine ở phía đông nước này. Ông cho biết đã dành cả tuần qua ở mặt trận phía đông, đã đến thăm gần như mọi lữ đoàn được triển khai trên các mặt trận Pokrovsk, Kurakhove, Vremoka, Toresk và Kramatorsk, cũng như những lữ đoàn tham gia bảo vệ Vodchansk gần Kharkov. Theo ông, mặt trận Toresk hiện nay đặc biệt nóng. Ở đó, lữ đoàn xung kích số 95 đang gây tổn thất cho đối phương. Ông Sitsky cho biết, tình hình ở mặt trận Pokrovsk vẫn khó khăn. Quân đội Nga đang thay thế các đơn vị xung kích đã mất khả năng chiến đấu và tiếp tục thực hiện các hoạt động tấn công. Theo ông Sitsky, vấn đề chính hiện nay mà các chỉ huy Ukraine phải đối mặt là việc bố trí các đơn vị quân sự, đảm bảo rằng tất cả các đơn vị đều có quyền truy cập vào thiết bị tác chiến điện tử và phòng không để chống lại máy bay không người lái của Nga một cách hiệu quả là một vấn đề quan trọng. Trước đó, ông Zelensky đã đến thăm đô thị chiến lược án ngữ ngã ba hướng về thành phố Donetsk và Bakhmut, cũng là nơi đã hứng hỏa lực dữ dội của Nga. Trong một video đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đứng trước tấm biển tên thành phố Pokrovsk, một trong những điểm nóng nhất tại tiền tuyến ở tỉnh Donetsk hiện nay. Tổng thống Ukraine cũng thông báo đã gặp các binh sĩ lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 và 110, đồng thời nghe báo cáo trực tiếp từ các vị trí ngoài mặt trận. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shitsky trước đó nói rằng Nga đang huy động lực lượng xung kích lớn chưa từng thấy từ 8 lữ đoàn để tấn công mặt trận Pokrovsk và Kurakhove thuộc tỉnh Donetsk. Pokrovsk, tên gọi trước là Krasnoamysk, nằm cách Adipka khoảng 40 km về phía tây bắc. Án ngữ ngã ba chiến lược hướng về thành phố Donetsk và Bakhmut, đồng thời nằm cạnh tuyến đường sắt đi qua Adipka. Nếu để mất Pokrovsk, lực lượng Ukraine sẽ để hở sườn phía nam của thành trì Chasovya cùng các đô thị lân cận là Kramatorsk và Slavyansk. Bản tin an ninh quốc tế của báo Thanh Hóa hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.